Trần Văn Nghệ chào mừng xin phép được bắt đầu. Rồi bây giờ Bolero trước đi, không biết là bây giờ thôi em để quý vị chọn bài của em hát nè. Quý vị muốn nghe gõ cửa trái tim nhớ nhau hoài hay là ngại ngùng em hát quý vị nghe. Quý vị muốn nghe bài nào? Ngại ngùng hả? Mới bây giờ cái gì đâu mà ngại ngùng. Okay, quý vị muốn nghe ngại ngùng không ạ? Em hát quý vị nghe nha. Mời quý vị cùng nghe một bài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một ca khúc mang âm hưởng dân ca, một sáng tác rất là quen thuộc và nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Nhất Vũ, ca khúc được mang tên Bài Ca Đất Phương Nam. Mời quý vị cùng nghe. Sẽ có được thật là nhiều dịp, nhiều cơ hội để được về đây gặp lại quý vị, hát quý vị nghe nhiều hơn nữa nha. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, Trang xin được chúc quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng sẽ có thật là nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và luôn bình an. Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ạ. Mai Phương Thảo xin ra được gửi tới bà lãnh đạo và tất cả bà con của bác mình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, nhân dịp xin về, Mai Phương Thảo phải xin chúc cho ban lãnh đạo giống như là bà con cô bác mình một năm mới. Dạ, dồi dào sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Mình nghĩ liên tục chương trình văn nghệ thì có tài xuyên của Mai Phương Thảo nhân dịp đầu năm cũng xin gửi đến tất cả bà con bác mình một bài tên cổ rất là dễ thương của tác giả Hùng Dũng, Quốc Dũng được mang tên Bài Ca Tết cho em. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Rồi nãy giờ mấy ông thầy chưa đờn, giờ là đờn thầy hát luôn nha. Trời ơi, hôm nay xuân về bà con mình ai cũng áo nứt hết. Dạ. Rồi trụ sở ủy ban xã rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn đó. Em cũng mặc áo đẹp nữa. Trời ơi, chồng em vài luôn á. Dù tội em đã làm được không?
Ở đây không có ai đâu. Anh nói đi. Anh Hùng. Hả? Anh Hùng. Anh Hùng anh đi đâu kêu rồi. Hên là không có anh Hùng ở đây. Anh rủ anh Hùng ở công ty Gia Hên, anh rủ anh đi. Trời đất ơi. Xong rồi cuối cùng qua Campuchia. Cuối cùng qua bởi cái ảnh vô khách sạn anh rủ anh bỏ anh đánh bệnh nó lột sạch luôn. Trời ơi, đi tối cho mọi chuyện đánh bài luôn hả? Anh nói giỡn. Nó giỡn thôi chứ anh Hùng dễ thương lắm, không có chơi đánh bài. Đúng rồi, em thấy anh. Anh biết sao không? Dạ, sao đi. Tết năm rồi cũng vì coi bói, ông thầy coi ẩn nói anh lên thương trời gió. Mạnh tay anh đánh tiếng lên, sập sám bài cào chơi gì cũng gom chắc số ta làm giàu. Ai đâu ngờ đem đi cầm dây chuyền đồng bộ rồi cầm luôn xe. Tết năm này không thể đi đâu hết vì đã có em đem lại. Mà mấy người đẹp đẹp gì anh khoái định lắm em. Anh làm tôi mắc cỡ quá. Nói thì nói vậy chứ Tết mà ai bắt anh ngồi ở nhà uống số. Chứ sao? Ngoài cái việc thăm ông bà cha mẹ, anh còn phải chở em xuống dưới nhà. Sao có chuyện đâu? Có chuyện đâu? Từng ruột lâu ăn nhắn cho bà con nghe nè. Rồi, rồi đi đâu nữa? Anh còn phải chở em đi. Đi đâu? Đi sở thú luôn anh chứ. Lớn mà còn đòi đi sở thú nữa trời. Lâu quá em không có đi sở thú. Anh biết rồi, để chút xíu anh xuống anh nhờ coi có anh nào đẹp trai anh chở đi giùm đi. Trời ơi, đây đẹp trai nhiều quá luôn á. Và cũng để đi nhìn quang cảnh thành phố thân yêu rộn rã đón xuân về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cảm ơn quý vị nhiều. Cảm ơn bà con cô bác mình rất nhiều. Nữa mà. Dạ không biết là quý vị có xem Mai Phương Thảo và anh trai nghệ sĩ Cổ Thị Xuyên hát trên YouTube không quý vị? Dạ mấy dạ, em cũng ra rất là nhiều sản phẩm trên YouTube. Quý vị có rảnh về mở tối nghe cho vui nha quý vị. Ủng hộ hai anh em ạ. Rồi một bài tân cổ tiếp theo của Cố Xuân Dạ Dương Châu. Đường mang tên Duyên Quê. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe một tràng pháo táo vậy ơi. Anh Thân kìa, em Hồng, em đi đâu mà tối quá vậy? Còn anh đang không gì đó. Anh hả? Anh đang đứng nhìn lúa xót trổ đầy bóng đông đưa theo gió, mà lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả. Trời ơi, thì bỗng nghe bước chân nhẹ nhàng êm ả, khi quay nhìn lại sau lưng thì quả đó là em Hồng. Mới sáng sớm em đi đâu, một tay cắt chiếc lòng tre, còn tay kia em sắp giỏ đau dừng. Trời ơi, dễ thương quá trời quá đất. Xuống hôn mỗi người cái được không? Gì hôn mỗi người cái. Dễ thương quá. Bây giờ á, không biết làm sao nữa. Bây giờ cứ nhắn gửi thôi. Quý vị có yêu thương Mai Phương Thảo và anh trai Cổ Thị Xuyên, quý vị nhớ lên YouTube ủng hộ xem MV của Mai Phương Thảo. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Về Tân Phước Diễn Đông để gặp em nè, anh nói chuyện. Gặp em rồi sao? Nói nè. Trước khi nói với em, anh xin chào. Dạ xin chào tất cả quý đại biểu và tất cả quý bà con Phước Vĩnh Đông ạ. Dạ anh nói về sẵn bà con anh sẽ nói đi ạ. Có một câu chuyện rất là quan trọng. Kính thưa tất cả bà con, Châu Thanh đã bên cạnh Cẩm Tiên lâu lắm rồi, muốn nói nhưng mà không có dịp. Và hôm nay về Phước Vĩnh Đông, Châu Thanh xin phép được nhờ bà con ủng hộ để Châu Thanh nói bằng một tràng pháo tay. Nói vậy nói lại. Anh nói là ra duyên anh cưới em. Hả? Trời ơi. Cưới. Trời ơi. Cái gì cưới? Bữa nay em đi danh bảy điệp nè. Anh Nam anh Hùng là xuống đây. Biết rồi, bãi điểm cũng là anh mà. Không được. Nhịp ơi, con ghé nó leo dây. Anh ơi em giận chờ. Hổ duyên mà thiên lý đồ. Bao lâu em cũng chờ. Mình gặp nhau đây, chỗ này hò hẹn thủy chung sắc
cái chuyện đám cưới luôn. Vậy hả? Ừ. Ôi mà từ từ cái đi làm chương trình mà anh làm cái mắc cỡ quá à. Nhớ cùng cách nhớ một dòng kinh nhỏ ngày hai bữa chung đâm ruộng đồng cày cây trước là sao quen rồi ngày lại ngày qua tình thâm lòng nhau ba bốn năm
Dạ xin cảm ơn ạ. Vậy em không chịu cưới không? Dạ thôi em không chịu. Anh đưa em vô trong để giúp anh sẽ năn nỉ tiếp. Dạ. Sau chương trình thì các ca nghệ sĩ sẽ tiếp tục phục vụ ạ. Trước khi nói với em, anh xin chào. Dạ, xin chào tất cả quý đại biểu và tất cả quý bà con ở Phước Chính Đông ạ. Dạ, anh nói về sẵn bà con anh nói đi ạ. Có một câu chuyện rất là quan trọng, kính thưa tất cả bà con. Châu Thanh đã bên cạnh Cẩm Tiên lâu lắm rồi, muốn nói nhưng mà không có dịp. Và hôm nay về Phước Chính Đông, Châu Thanh xin hết được nhờ bà con ủng hộ để Châu Thanh nói bằng một tràng pháo tay. Nói vậy, nói lại. Anh nói là ra duyên anh cưới em. Trời ơi, cái gì cưới mà? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đám cưới luôn. Vậy hả? Ừ. Ôi mà tự tưởng đây đi làm chương trình mà anh làm cái mắc cỡ quá à. Nhớ cùng cắt nhớ một dòng cánh nhỏ ngày hai bữa chung đám rung đồng cày cây trước là sao quen rồi ngày lại ngày qua. Nhau ba bốn năm
con ăn vậy thôi, anh chỉ đưa em vô trong rồi giúp anh sẽ năn nỉ tiếp. Dạ. Dạ xin chào bà dạ, con. Xin chào ạ. Con có chịu nổi không? Hồi nãy là đòi cưới Cẩm Tiên, cưới Cẩm Tiên gì mà hẹn 3 giờ tới đây bây giờ này gần 6 giờ mà không thấy mặt mũi đâu gì hết, tức ơi là tức. Một hai đó em ơi, sửa sạn cái đẹp đi, bữa nay anh chở em tới đây coi chương trình nha. Lợi tương ngay quỹ ban xã đó, đông bà con lắm coi Châu Thanh Cẩm Tiên á. Mà giờ này không thấy mặt mũi đâu hết trơn, tức ơi là tức à. Em trời ơi em ơi em ơi em gì anh đợi anh bao lâu vậy em? Ờ anh hẹn em mấy giờ tới giờ mới tới anh? À anh hẹn em là 3 giờ. Giờ này mấy giờ rồi anh? Giờ xin lỗi em. À, anh xin lỗi em, anh xin lỗi. Xin lỗi gì? Đi chơi người khác tới trễ rồi đúng không? Đâu có đâu, anh đâu có đi dây rồi nha. Không đi ai mà hẹn em 3 giờ mà tới giờ mới tới là sao anh nói cho em? Tại vì hôm nay mình về tới Phước Vĩnh Đông thấy cái làng quê mình đẹp quá à, nên anh đứng mãi mê ngắm nhìn mà quên xin lỗi em. Thôi thôi em không tin anh nữa. Em giận anh rồi. Em nói thiệt anh để em đi chờ đứng ở đây hả? Trưa nắng ngày nào mà cũng chết luôn. Giữ hơn nữa đó.